Hạnh Lê kính chào các cô bác, anh chị và các bạn à. Hôm nay Hạnh Lê đã đến phi trường Singapore rồi. Hạnh Lê sẽ chia sẻ đến mọi người, chia sẻ đến những bạn đã đi qua Singapore rồi để ôn lại kỷ niệm, và cũng như các bạn chưa đi đến Singapore để làm một sự trải nghiệm cho các bạn sắp đến Singapore nha. Và Hạnh Lê xin mời cùng Hạnh Lê đi dạo Singapore nhé mọi người. Hiện tại là Hạnh Lê đang tiến dần ra ngoài cổng để mà đón taxi đến khách sạn đó cả nhà. Trong bên trong của phi trường Singapore rất là rộng lớn và rất là sạch sẽ, thoáng mát. Mình nhìn cũng đẹp và lạ mắt lắm. Có những giới thiệu quảng cáo những hiệu đồ hiệu, những hiệu nổi tiếng, nhìn làm rực rỡ. Welcome to Singapore. Phi trường ở Singapore cũng lớn. Xin chào buổi sáng Singapore, Hạnh Lê sẽ tiến dần và đi bộ để tìm hiểu thêm nha. Đây là khu Chinatown. Hạnh Lê đang có mặt ở Chinatown, Singapore. Bây giờ mình đang tiến dần vô giống như chợ nhà lòng. Đây đi hơi sớm, có chỉ có shop chưa mở cửa, có shop mở cửa. Mình đi dạo một vòng nha mọi người. Sớm mà bây giờ cũng 31 độ, cũng hơi bị nóng mà hầm lắm. Gần Chinatown, thành ra mình đi bộ ra cho nó tiện á, mình ăn uống thì cũng tiện. Nhiều hướng
mắc nữa kìa. Đó. Ờ, súp bổ nè. Là có gà ác hầm thuốc bắc rồi ơi thì nó sen hầm thuốc kìa. Dạ, bên đây nhìn em giò heo có nấu quá trời. Nó giò đó bổ không ạ. Nó hấp dẫn quá. Đây là tiệm bánh. Bà Linh à. Bà Linh à. Có ăn lại không? Nhiều nhiều món á, thành ra mình cũng không biết ăn món nào luôn á. Nhưng mà ở đây á, chỗ này đi. Ở đây mẹ để ý á, mà Ly nè, hay ở tiệm nào cũng có giò giò heo phá lấu á ha. Thấy là giò heo phá lấu ở đây nè, tiệm nào cũng có giò heo phá lấu. Dạ, mà thấy hấp dẫn lắm. Hello. Có cái này gì ngon quá nè. Nè giống như cái này nè. Ồ, cái đó là thịt luộc đó. Em number 4. Luộc á, cái làm luộc làm sao á, nồi cá lấu, luộc heo cá lấu. Cô ăn gì, con kêu đi. Hai đứa. Vitamin hả? Vitamin xà nó chỉ tiếng Việt mà. Con lựa cho mẹ đi. Con lựa có thấy cái đầu ngon con mua cho mẹ đi. À, sữa. Uống sữa đầu nành thử đi. Sữa đầu nành đi, tại vì khi mẹ uống hoài đó mình thấy sữa đầu nành thử ở đây nha. Hả? Ờ đúng rồi. Original ngon không? The original number two, like same thing, but number two couple. Ah, this is couple. Yeah. Cái gì lạ lạ mà đúng? Tươi ngon, uống cũng vừa không có ngọt quá.
quá. Thử nè. Được, ăn được. Cái đó ngon á. Bác cứ thêm miếng nha. Nha. Cái này ngon à? Bác kêu đấy, bác kêu à. À, nó giống tắc muối đó. Bác kêu number 5, number 1 cho con xem nha. Tắc chanh muối. Tắc cơm với tắc ngon quá. Bác kêu em làm cái này ngon lắm nè. Nó y cái miếng, cái này nó cứ cực lòng như lại. À. Có mùi à. Con mua thêm, mơ đầu chứ. Tắc muối cũng ngon. Cho nên thao này đồ ăn nhiều quá, mình không biết lựa món gì luôn á. Mình ở khách sạn ở gần cho nên thao là tiện nhất, mình đi bộ chút xíu là mình tới biết bao nhiêu đồ ăn luôn. Còn món nữa ăn đi. Cái này nó khác đó. Nó có cái này nè. Cái này nó là ruột heo. Ruột heo phải nấu khác. Còn cái này, món cái này giò heo hả con? Có đi. Mà ăn ăn ít ít thôi nha, mỡ lắm đó nha. Món này nhớ anh Lộc à. Em xếp cái xung quanh trò xưa nha. Trời ơi. Vị nó nêm á là hơi lạc ha, nó không có mặn mà nó cũng không có ngọt đâu, nó lạc mà nó cho sốt nhiều, cho nước nhiều, nước ga nhiều. Ăn ngon cả nhà. Số một thầy nóng ga ngon quá nè. Mỗi món ở đây có 7 đô Singapore hả? Cao lắm là một món chỉ có 7 đô à.
và sườn xám đẹp đẹp không ạ? À? Này bánh mì ổ Việt Nam. Yeah, welcome to Việt Nam bánh mì ổ nè. Gỏi cuốn nè. Mấy tiệm nước. Cái chip lạ lạ nè, mua chip không con? Mua chip ăn không? Em được. Chip nào lạ lạ nấu. Đi một vòng để mình chia sẻ. Mình đi hơi sớm á. Mình đi hơi sớm cho nó mát á. Mình đang hơi vắng người chút xíu. Sớm mà cũng còn nóng rồi. À, mua đem về. Khách sạn mình tính quá, học mình ăn ở ngoài đi. Mình mua mình ngồi công viên mình ăn nè. Chứ vô khách sạn không có lâu hồi nữa mà không. Sầu riêng $38. Cái này tiếp không Singapore hả? Sầu riêng này nó là nó nhỏ nhỏ dễ thương quá hả? Sầu riêng này nhỏ xíu à, nó nhỏ giống như sầu riêng của Mã Lai vậy.
đây video đã dài, Hạnh Lê xin dừng video tại đây và Hạnh Lê sẽ còn quay tiếp tục ở video sau. Mời mọi người hãy theo dõi video sau cùng Hạnh Lê. Hạnh Lê chia sẻ những niềm vui và những trải nghiệm của Hạnh Lê. Tạm biệt mọi người, bye bye.